Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Quý vị và các bạn thân mến, việc người chồng vay nợ khắp nơi để cờ bạc cá độ là chuyện rất quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Những món nợ ấy luôn là nỗi lo nặng trĩu, khiến cả gia đình luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu vì không có tiền để trả và nỗi lo bị xã hội đen đòi nợ. Nhiều người đàn ông lẽ ra phải là trụ cột kinh tế, lo lắng chăm sóc cho gia đình, nhưng mà họ lại quên đi cái trách nhiệm làm chồng, làm cha mà mải mê với thú vui cờ bạc, đỏ đen, rồi rượu chè sớm tối. Và rồi mọi nợ nần đều đổ dồn hết lên đôi vai của người vợ. Nhiều chị em phụ nữ không khỏi khốn khổ khi phải làm đủ mọi công việc để kiếm tiền cõng nợ cho chồng. Từ bán nhà, làm thêm, vay nợ tứ phía và thậm chí còn có cả mang thân đi mà gán nợ nữa. Vậy mà đáng buồn thay, hàng ngày hàng giờ đâu đó vẫn có những kẻ sống bám vào những đồng tiền nhơ nhớp kiếm được trên thân xác của người vợ. Vợ đi với người khác, họ vẫn mặc kệ, cốt là vợ mang tiền về để chìa tay ra xin. Nghe thật là xấu hổ đúng không thưa quý vị? Câu chuyện về người phụ nữ dưới đây là một ví dụ điển hình khi hàng chục năm trời đằng đẵng phải chung sống với một người chồng cơ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất. Thậm chí đau đớn và ê chề hơn cả khi chính người ấy đã biến chị trở thành một món hàng để thay hắn cõng nợ. Chi tiết câu chuyện này như thế nào thì kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay dưới đây. Chị Hưng lên xe hoa từ năm 18 tuổi. Chồng chị làm nghề cắt may. Ai cũng nghĩ với nghề đó, vợ chồng cũng đủ lo kinh tế gia đình khấm khá. Chị vốn xinh đẹp nên khi mới lớn, anh Đức người cùng làng làm nghề thợ may đã đến nhà để vân trần hỏi cưới. Cuộc sống của chị Nhung khá êm đềm, hạnh phúc trong 4 năm đầu. Những năm 2004, bi kịch chỉ mới bắt đầu. Cửa hàng may dân dụng trở nên lỗi thời, việc cắt may không còn khách. Anh Đức chồng chị sinh ra chán nản. Những lúc nhàn rỗi bài bạc cùng vài người bạn, Đức trở thành một tay nghiện sóc đĩa, cá độ bóng đá lúc nào không hay. Năm 2006, số tiền Đức nợ nhiều nên người ta đến nhà dò dẫm. Thấy chồng như thế, chị Hương chẳng còn cách nào, sợ hãi đi vay mượn khắp nơi lấy 120 triệu trả nợ cho chồng. Còn Đức thì không lấy việc đó mà hối cải, thậm chí anh ta trở thành kẻ máu mê cờ bạc hơn. Lúc nào Đức cũng lấy lý do chơi nốt lần này thu hồi vốn, nhưng chưa bao giờ lấy lại được cả vốn và lãi. Số nợ cõng lên đến 200 triệu. Hương trở nên hoảng loạn vì chủ nợ ngày đến đòi tiền. Có năm 30 Tết, mẹ con tôi phải trèo tường phía sau trốn bỏ đòi nợ thuê. Những lúc đó chồng tôi mất hút, nhục nhã lắm. Cứ trả nợ hết đợt này đợt khác, ập đến khiến tôi xoay không kịp. Hương quyết định gửi con lại cho bố mẹ đẻ để đi lao động xuất khẩu Đài Loan. Số tiền lo cho việc đi xuất khẩu của chị Hương do bố mẹ chị vay từ ngân hàng. Sang Đài Loan được 2 tháng, chị bị cắt hợp đồng vì chót mượn xe đạp không hỏi. Ở bên đó xe đạp họ để rất nhiều và không khóa. Tôi có việc gấp, xuống sân của công ty mượn tạm chiếc xe đạp ra ngoài. Khi về tôi bị bảo vệ quy cho tội ăn cắp nên đã bị trục xuất về nước. Từ đó đời của tôi coi như hết rồi, chị nhớ lại. Ngày trở về nhà, người vợ trẻ gánh thêm khoản nợ ngân hàng và khoản nợ vay cho chồng trước đó. Nhưng xoay sở bốn phía chưa được loài bao thì Hương bị chồng đem ra làm vật thế thân trả nợ. Đức hứa hẹn với bọn chủ nợ sẽ đưa vợ đẹp đến và mỗi lần như thế họ sẽ trừ vào khoản nợ là 2 triệu. Để dụ Hương, Đức trở về nhà hứa hẹn ngon ngọt với chị là đưa chị lên Hưng Yên tìm việc. Theo như lời của Đức thì hắn có một người quen ở trên đó muốn tìm thợ may giỏi và phụ may. Đây là công việc phù hợp với hai vợ chồng. Không mảy may nghi ngờ, Hương cùng chồng đến Hưng Yên. Tại đây chị mới hay, không phải chồng mình đi xin việc mà là đưa mình đi để trả nợ. Đức đẩy vợ mình vào một căn nhà. Ở đó có 4-5 người xăm trổ đầy mình. Linh tính chuyện chẳng lành nên tôi bỏ chạy. Không ngờ bọn họ kéo tôi lại. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chị Hương xót xa kể. Từ sau ngày đó, Hương thường xuyên bị khách của chồng mình đến gọi đi. Nếu không đi, họ sẽ dùng đủ mọi cách để dọa. Mỗi lần có tin nhắn của chồng, Hưng lại âm thầm tự đi xe máy đến điểm hẹn để phục vụ cho những gã đàn ông cho vay nặng lãi. Hơn 2 năm, chị Hương thay chồng gánh vác, cõng số nợ khổng lồ trên lưng và trừ nợ cho chồng. Khi chị phát hiện ra mình càng làm như thế, gã chồng đốn mạc lại càng được đà chơi bời. Chị đã âm thầm bỏ nhà vào thành phố Hồ Chí Minh, hai đứa con chị gửi cho mẹ già chăm sóc. Xa vợ, không có người trả nợ, Đức chuyển sang nghề tú ông ở,
và bị bắt ngay sau khi hành nghề được 2 tháng. Còn Hương, chị được người quen giới thiệu cho một công việc tử tế. Mỗi tháng chị cũng có một khoản kha khá gửi về cho con. Thoát khỏi chồng, Hương mới cảm thấy mình an toàn. Hương về quê làm đơn xin ly hôn, nhưng Đức một mực không ký vì cho rằng cô không thể bỏ tôi đi lấy người khác được. Đức trở thành kẻ liều lĩnh từ sau khi ra tù nên Hương không dám dứt khoát vì sợ chồng túng quẫn làm liều. Bất đắc dĩ, chị phải nhờ đến các tổ chức bảo vệ phụ nữ của thành phố can thiệp. Sau hơn một tháng thuyết phục, Đức dần bình tâm suy nghĩ trở lại và nhận ra những hy sinh của người vợ dành cho mình, rồi lặng lẽ chủ động lên tòa án huyện xin mẫu đơn ly hôn về cho vợ biết. Cuộc sống với người chồng 12 năm khiến Hương chưa hết ám ảnh. Ly hôn là điều chị mong mỏi từ lâu. Đây như là một cơ hội giải thoát. Ngày tòa tuyên xử, Nhung nhận nuôi 2 con và không quên xin trả cho Đức 100 triệu để anh ta có tiền làm lại cuộc đời một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về người phụ nữ trên quả thật rất bi đát và đáng thương, đúng không thưa quý vị? Nhưng thật may cho chị là sau 12 năm đằng đẵng đấy, cuối cùng chị cũng được giải thoát khỏi người chồng tệ bạc và đã có một cái cuộc sống tạm gọi là đầy đủ. Trong cuộc sống vẫn còn nhiều trường hợp đáng cay như thế, khi suốt bao nhiêu năm trời phải còng lưng, làm đủ mọi công việc, mọi thứ nghề để thay chồng gánh những món nợ khổng lồ do cái thói ăn chơi cờ bạc của anh ta gây ra. Trong suốt cuộc đời làm vợ, làm mẹ, không lúc nào là người phụ nữ ấy được bình yên. Đến khi đã được qua nửa đời người, bước vào cái ngưỡng U60, chị mới tìm ra được sự giải thoát cho cuộc sống bế tắc của mình. Chi tiết câu chuyện này như thế nào thì kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngay dưới đây. Hôm qua chị gái gọi điện cho tôi. Chị bảo, anh chị ra tòa rồi gì ạ? Vậy là chị tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân hơn 30 năm. Trước đây lần nào gọi cho tôi chị cũng khóc. Nhưng lần này chị không khóc nữa. Chị bảo, 53 tuổi, đã có cháu ngoại. Vậy mà còn phải đưa nhau ra tòa ly hôn. Nhưng chị không còn tiếc nuối nữa. Vì lẽ ra chị phải buông tay sớm hơn. Chị kể rằng, trước khi ly hôn, dù chồng chị van xin chị tha thứ cho anh lần nữa, nhưng chị bảo, chị đã chịu đựng đủ rồi, chị phải dứt khoát chấm dứt với anh để còn sống cuộc sống của mình. Năm 22 tuổi, chị tôi lấy chồng. Chồng chị không chỉ nghiện rượu, say sưa tối ngày, mà còn là một tay bài bạc. Anh hết đánh bạc lại chơi số đề. Đã vậy, anh còn có thói trăng hoa. 30 năm làm vợ anh, chị đã rơi không biết bao nhiêu lần nước mắt. Chị dọa ly hôn, dọa bỏ nhà đi. Tất cả đều không khiến chồng thay đổi. Mỗi lần ăn chơi, gây nợ cờ bạc, anh lại về nhà van xin chị trả nợ cho anh. Nếu không thì bọn xã hội đen chúng nó không để anh yên mất. Vậy là chị lại thương chồng vay mượn khắp nơi, vay bên nội bên ngoại để trả nợ cho anh. Anh hứa chỉ lần này nữa thôi. Thế nhưng suốt 30 năm chung sống, anh hứa không biết bao nhiêu lần, và số lần chị trả nợ cho anh nhiều không đếm xuể. Khi máu đỏ đen nó nổi lên, anh mượn tiền tất cả những ai quen, tất cả bà con họ hàng. Anh sẵn sàng bịa chuyện con ốm, vợ bị tai nạn, cần tiền gấp để mượn tiền. Và chị gái tôi lại còng lưng trả nợ cho chồng. Khi không còn có thể vay mượn được ai, chị bán nhà đi trả nợ. Căn nhà ba mẹ tôi cho lúc hai vợ chồng cưới nhau, chị cũng phải đành đoạn bán để cứu chồng sau khi anh quỳ xuống van xin. Từ nhà mặt tiền dọn vào hẻm, từ nhà to thành nhà nhỏ, từ nhà nhỏ cuối cùng không có nhà. Chị buôn bán ngoài chợ, một tay gồng gánh lo gia đình, nuôi ba đứa con. Chồng chị đi làm, nhưng kiếm được đồng nào anh lại vướng vào chiếu bạc đồng đó. Nếu chị can ngăn khuyên bảo, anh lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay nói chuyện bằng nắm đấm. Đã biết bao nhiêu lần chị phải ôm đứa con nhỏ và dắt hai đứa lớn trốn về nhà ba mẹ lúc nửa đêm. Những lần như thế, tưởng rằng chị sẽ ly hôn. Nhưng sau vài hôm chồng đến năn nỉ, nói là cho anh thêm cơ hội, anh lại hứa. Chị lấy siêu lòng đem con về. Cho đến khi không có nhà ở, phải mượn tạm đất của người ta để cất căn nhà nho nhỏ, có chỗ chui ra chui vào. Chồng chị cũng chẳng vì thế mà ân hận tu chí làm ăn. Dăm bữa nửa tháng anh lại bỏ nhà đi, ở với người phụ nữ khác. Anh chỉ về nhà khi cạn túi và khi bị chủ nợ đòi tiền. Năm ngoái anh trúng đề. Đó là chị tôi nghe người khác kể, chứ anh thì giấu biệt. Nghe đâu anh trúng số tiền lớn. Vậy nhưng anh không hề đưa cho chị được một đồng, cũng chẳng mua được gì cho các con. Anh dùng tiền nướng vào chiếu bạc mới và lo cho tổ ấm. Sau khi tiêu hết tiền, anh quay về, nói rằng ân hận, mong chị tôi cho anh một cơ hội. Anh bảo rằng anh đã lớn tuổi rồi, bây giờ chỉ mong một cuộc sống bình yên.
Anh về hôm trước thì hôm sau chủ nợ đến. Chị tôi nói là sẽ vay mượn trả nợ cho anh một lần này nữa, với điều kiện cùng ra tòa làm thủ tục đường ngay đây đi. Chị đã quá mệt mỏi suốt 30 năm. Bây giờ chị đã đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân tăm tối, để sống những ngày bình an còn lại bên con cháu. Dẫu muộn còn hơn không. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời có trăm lối và cũng có hàng ngàn lối rẽ. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã chọn cho mình lối đi bằng việc sống chung và trả nợ cho cái gã chồng tệ bạc kia hàng chục năm. Nhưng thật may mắn là đến cuối đời, chị cũng chọn được một lối rẽ đúng đắn cho bản thân, đó là ly hôn, giải thoát khỏi cuộc sống cơ cực đấy. Sau tất cả những thiệt hại gây ra cho gia đình vợ con, điều mà người phụ nữ ấy và tất cả mọi người mong mỏi nhất là anh ấy phải tỉnh ngộ. So với tất cả những mất mát của cải vật chất, thì việc người chồng quay đầu là thứ đáng quý nhất. Thế nhưng, thật buồn là anh ấy vẫn u mê. Vì vậy, lựa chọn ly hôn trong trường hợp này là hoàn toàn đúng đắn. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Rất là mong quý vị bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những cái chủ đề hay khác nữa trong cuộc sống sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.